Xin chào tất cả anh em, chào mừng anh em đến với Trang Trên Bôi. Hôm nay mình lên giao lưu với anh em một cây kính cơn. Hôm trước thì mình đã lên những cây kính cơn trong cái tầm giá là trên 30 triệu. Và hôm vừa rồi có một vài cây 20, hai cây 23 triệu, một cây 28 triệu thì đều đã chưa giao dịch được. Và tuần vừa rồi đã giao dịch cây 36 triệu. Hôm nay mình sẽ lên một cây nó giá của nó là 21 triệu. Một cây cơn chữ nhỏ trong một tình trạng nó tương đối đẹp, các cái thành vách của nó còn rất là đẹp. Cây cơn chữ nhỏ thì anh em biết rồi, nó là một cái sản phẩm mà mình thường xuyên mình bán. Nó một trên cầu của nó chuyện 1/10 12 kgf. Cái chuôi ve của nó còn khá là trong. Thành vách còn rất là đẹp, nước vàng lên óng. Các đầu ốc tu ve còn rất là đẹp. Để nói về một cây kính đẹp thì thực sự là có lẽ là trên video cũng không thể xem hết được. Thường em ít chụp ảnh, cũng khá là nhiều anh mua tin tưởng ủng hộ và chủ yếu là mua vào niềm tin là nhiều. Hôm nay thì em cũng vừa đi giao lưu ở Hà Đông, ở đường Thanh Bình và ở bên Trương Định. Ở bên Hà Đông thì em giao lưu một cây kính Ray-Ban Tertugger mắt đổi màu, và một cây bật lửa ở bên Trương Định thì giao lưu một cây Longines bọc vàng. Có một điểm khá là thú vị là đến hai gia đình thì người gửi tiền và người tặng đều là những người vợ, rất là tuyệt vời. Những người chúng ta trong gia đình có những người bạn đời, có người cùng chơi, như thế là rất là, mình cảm thấy rất là hay. Các anh chị cũng khá là nhiều tuổi rồi, nhưng mà tuy nhiên là trong cuộc sống gia đình như thế mình thấy rất là tình cảm và ý nghĩa. Bây giờ mà có vợ mà mang tiền mua tặng đồ chơi này quá là vui. Số tiền nó không phải là lớn nhưng mà cái niềm vui nó rất là ý nghĩa. Và đến hai nhà thì hai anh đều có những cây cơn, nhưng mà phải nói là hai anh đều khen cây cơn này nó rất là cứng và đẹp. Nó gọng rất là cứng cáp, các cái đầu ốc nước vàng, thành vách rất là đẹp. Chính vì thế nên là mình đã nói là có những cây cơn nó có giá trị nó khác nhau rất là nhiều. Có cây 20 triệu, có cây 30 triệu, có cây 40 triệu. Và đợt vừa rồi thì cũng khá là nhiều anh hỏi về những cái tầm phân khúc giá nó loanh quanh 20 triệu. Và cây này là cây mới ạ, chứ không phải là cây 2 cây 23 triệu và một cây 28 triệu đó. Đây, hai cây 23 triệu vẫn còn đấy. Đây là hai cây 23 triệu. Còn đây cây 28 triệu vẫn còn. Tất cả các sản phẩm của mình thì cái giá cả nó rất là ổn định. Sản phẩm nào mua về thì mình cũng cộng thêm chút công để mình bán giao lưu cùng anh em. Quan trọng là cái đồ của nó chuẩn, nó zin, nó thật. Mình không bao giờ mình ngại là mình ôm đồ cả. Nhiều người thì có bảo là tại sao ôm đồ lâu thế, có những con nó khó ra. Ví dụ như dòng kính cơn bây giờ thì nó hết mùa nắng rồi, giao dịch nó sẽ khó hơn so với lại ở những đợt trước. Những đợt trước thì anh em thấy mình giao lưu khá là nhiều những cây cơn trên 30 triệu. Thời điểm này thì những cây cơn nó chậm hơn, thi thoảng giao lưu của cây cơn. Tuy nhiên có những cây cơn mà mình thấy nó giá cả nó hợp lý, hình thức nó tương đối đẹp, nó phù hợp với cái giá cả và phù hợp với cái tệp khách hàng thì mình sẽ vẫn mua về để giao lưu cùng với anh em như cây này. Như cây này thì hai anh hôm nay vừa xem ấy thì nó rất là đẹp rồi. Nó khác hẳn với cái các cây cơn mà anh ấy đang được sở hữu. Chính bởi vì thế những cây cơn khi mà mình cầm lên tay thì nó sẽ có cái cảm nhận nó khác so với lại những cái gì mà mình được nghe và được thấy. Chăm nghe không bằng một thấy không bằng tay sờ. Chắc chắn là điều đấy là điều tất nhiên. Hiện nay thì em đang làm một kênh mới, một kênh về YouTube mới. Thiên hướng của cái kênh này thì có lẽ là em sẽ làm thiên hướng về các cái sản phẩm về đồ hiệu đời mới là nhiều hơn. Đó là kênh Chiến Bùi Chơi Phải Chất.
Đây là kênh mới của em ạ. Chiến bùi chơi vật chất và em mới lập được mấy hôm mà cũng có là 33 người đăng ký rồi. Mặc dù mới chỉ có 3 video. Trong đó thì có hai video này. Hôm qua thì em mới lên một cái video nó khá là chất lượng. Đó là một cái video về chơi đồng hồ xưa có gì hay không. Video này nếu mà so với lượt tương tác mà một cái kênh mà nó mới được đăng ký như thế này thì cái lượt tương tác của nó rất là tốt, rất là cảm ơn nhiều anh em đã đăng ký. Và những anh em nào thực sự quý mến cái kênh Chiến Bùi VTW thì cũng mong rằng anh em đăng ký kênh Chiến Bùi chơi phải chất. Điều đầu tiên là đó là cái ủng hộ anh em, ủng hộ tinh thần về em, bởi vì chỉ cần lượt là đăng ký lên khoảng 150 đến 200 thì những video tiếp theo của em nó sẽ cực kỳ lan tỏa. Nếu mà cái chất lượng của những cái bài viết của em nó tốt thì những cái video của em nó lan tỏa nó cực kỳ nhanh luôn. Còn cái khởi điểm như này thì nó hơi khó khăn một chút trong cái lượt tương tác trên YouTube. Anh em biết rồi, rất là nhiều người làm về YouTube, tuy nhiên cái số người thành công ở trên YouTube không nhiều, cái điều đấy là điều chắc chắn. Và với 7.300 lượt view trong vòng gần một năm thì mình nghĩ đấy là một cái sự thành công khá là lớn đối với bản thân mình. Cũng bên cạnh đó thì cũng rất là cảm ơn mọi người đã đăng ký kênh của em và thường xuyên theo dõi kênh của em. Và có lẽ là cái kênh Chiến Bùi chơi vật chất nó sẽ bớt cái cá tính của em đi, nó sẽ mềm hơn, cái cá tính nó sẽ mềm hơn so với lại cái kênh này, bởi vì cái kênh đó là chủ yếu là bán tệp khách hàng đồ hiệu nên là cái cá tính nó sẽ mềm hơn. Còn kênh chính của em vẫn là cái kênh này, còn kênh kia nó sẽ là kênh đồ mới. Tuy nhiên thì về các cái sản phẩm về đồ mới thì về cái gem hàng, nguồn hàng thì mình cũng chưa được chủ động, cho nên là em đang kéo kênh. Cái kênh đó em đang kéo kênh mà những cái bài khoảng 20 bài đầu tiên thì em sẽ nói về các cái gu chơi cũng như là các cái sản phẩm về đồng hồ, cũng nó cũng khá là tương đồng với Chiến Bùi VinFast. Có thể là nhiều người đã xem ở kênh này rồi nhưng mà nó ở kênh kia, ở những video đầu tiên nó sẽ khá là đầy đủ. Ví dụ như về mặt hàng Senco thì có lẽ là ngày mai em sẽ làm một cái tổng thể nó khá là xuyên suốt của một vài dòng Senco, và ngày hôm nay em cũng đã phải đi mượn đồng hồ Senco, bây giờ không có để mà bán đâu. Hôm nay em đã mượn của một nhà sưu tập, một người đã mua rất là nhiều của em trong nhiều năm qua. Và đây anh em có thể thấy một vài những cái sản phẩm nó khá là hiếm, ví dụ như con GS44. Chắc chắn là rất ít người khi được nhìn thấy con GS44 này. Anh em có thể nhìn thấy là khá là giống con 5722. Tuy nhiên đây là con GS44 mà nó chỉ sản xuất 3 tháng trong năm 67 thôi. Hôm trước thì em đã có bán hai con thép mà GS44 39 triệu đấy, một con lên dây. Những chiếc đồng hồ GS44 đều là lên dây. Và em bán với giá là 39 triệu và đã đều là giao dịch rất là nhanh. Một chiếc là giao dịch ở trong nước cho một khách hàng Đồng Nai, một chiếc là giao dịch ở nước ngoài. Cái điều đấy là những chiếc GS44 thì cơ hội được sở hữu nó cực kỳ hiếm. Tiếp theo đó là một chiếc GS Spencer Cap Gold. GS Spencer SS thì anh em đã thấy nhiều đúng không ạ? GS Spencer Cap Gold thì ở Việt Nam hiện nay chỉ đếm trên đầu ngón tay, chỉ khoảng 4 hoặc 5 người đang sở hữu. Và em cũng mượn lại cái sản phẩm đó. Và với một cái sản phẩm mà 44 hoặc 5 người đang sở hữu cái sản phẩm như thế này thì cái giá trị của nó, giá thành của nó rất là lớn. Cái giá thành ở đây, những cái sản phẩm này em không bán á, bởi vì những cái sản phẩm này em đã bán cho người chơi và người ta giữ, người ta sẽ không bao giờ bán những cái sản phẩm như này, bởi vì những sản phẩm như này chơi là còn, chứ còn bán đi sẽ là mất, sẽ không mua lại được. Với Spencer có lẽ là rất ít người được thấy những chiếc Spencer như này. Có lẽ là nghe cũng là những cái điều xa xỉ về GS Pencil và GS44. Những chiếc Cap Gold như này có lẽ rất là nhiều người ít người thấy. Còn đối với những chiếc GS45, đây ví dụ như GS45 này thì em bán khá là nhiều đúng không ạ? Cả thép và cả Cap Gold. Anh em có thể thấy là em bán những cái sản phẩm cho người sưu tầm đây, cái sản phẩm của người sưu tầm nó trông rất là kinh khủng luôn. Các cái thành vách nó vuông sắc nét luôn. Khóa zin luôn này. Đây là của một khách hàng mà em đã bán trong rất là nhiều năm. Ông rất cảm ơn là mọi người đã tin tưởng và ủng hộ. Mặc dù là cái sản phẩm của Senco nó hơi ngược so với những sản phẩm khác, bởi vì cái tính chất tư duy của nó phản biện nó phải ngược. Những người có tư duy tốt, tư duy cao thì anh em sẽ chơi được những sản phẩm như thế.
Hôm nay thì mình em cũng tư vấn cho một anh mới chơi về cái đồ xưa, thì em tư vấn là chơi về Longines, mặc dù anh cũng khá là thích Senco, nhưng với cá nhân những người mới chơi chưa hiểu về đồng hồ nhiều, đặc biệt đồng hồ xưa, thì nên chơi những cái sản phẩm mang tính chất nhận diện thương hiệu. Nhận diện thương hiệu thì có thể là Omega và Longines, thì chúng ta sẽ có những người bạn, có những cái phần đông chúng ta không chơi thì những người bạn của chúng ta sẽ thường là những người không chơi những sản phẩm như thế, thì người ta sẽ nhìn thấy Omega Longines thì ra sẽ đánh giá cái việc cái sản phẩm của mình nó là ở một cái tầm nó thương hiệu, nó đẳng cấp. Đẳng cấp ở đây là có nghĩa không phải là một cái gì nó quá là to lớn, nó xa xỉ, mà người ta sẽ nhìn với một cái trạng thái nó cao hơn so với lại một cái tầm tiền như thế mà mua một con Senco, thì người ta sẽ đánh giá. Bởi vì nhiều người nghĩ là Senco rất là rẻ, nhiều người nghĩ là Senco không chất lượng, nhưng khi mà đã trải qua Omega Longines và cuối cùng người ta lao đến một cái điểm chơi, đó là điểm trải nghiệm về Senco, thì người ta mới nhận rằng những cái việc trước kia người ta nó là sai lầm, và người ta lại có thường có cái nhận xét là tại sao mình không chơi Senco sớm hơn. Nó vậy không phải PR Senco, bởi vì sản phẩm về Senco bây giờ em làm gì có mà bán đâu ạ. Hôm trước em bán rất là nhiều về Senco, ở kênh của em chủ yếu là bán Senco, nhưng bây giờ hàng không có mà mua để mà bán về Senco. Cái điều đấy nếu mà những ai mà đã theo dõi, thường xuyên theo dõi những cái kênh của em thì không có đâu. Ngày mai thì trong cái sản cái loạt sản phẩm này thì cũng có một đến hai sản phẩm thì nhà sư giờ mình cũng có nhờ là bán, đó là chiếc GS 56 này. Đây là chiếc GS 56, chiếc này là trước kia em đã bán một chiếc full hộp, cái hộp và thẻ này em chưa lấy về, chiếc này khóa đúc đấy, tình trạng là gần như là mới, chiếc này full hộp. Bởi vì người ta chơi quá là nhiều đồng hồ, người ta chơi nó khoảng 300-400 con đồng hồ rất là nhiều, trong đó có cả về các dòng Senco, các dòng Omega, Longines và một vài dòng đời mới, các điểm với các dòng đời mới danh tiếng như Rolex hay Omega người ta cũng có, người ta chỉ chơi một hoặc hai con, người ta vẫn chơi về những cái đồ xưa là nhiều. Ví dụ như là những cái con như thế này anh em sẽ khá là ít gặp, anh em nhìn cái đáy của nó, cái đáy nó còn nguyên cái lớp xanh, cái váng xanh này, chứ không phải cái băng keo đỏ, băng keo đỏ là cái dán ở ngoài, nhưng cái lớp xanh ở trên cái may đồ này gần như là không đeo đấy. Những chiếc đồng hồ nó mới cứng như thế này. Đây. Chiếc này em bán vào năm 2018, vào đúng sinh nhật của em, mùng 1 tháng 1 năm 2018, với giá 1.000 đô tại cái thời điểm đấy. Em rất nhớ cái chiếc này, bởi vì chiếc này em đeo nó khoảng đến gần một tháng, sau đó nó đúng sinh nhật mà em chỉ và có em có đăng bài lên chiếc này, và em có ghi là chỉ bán trong trong ngày sinh nhật và với giá 1.000 đô và không không fix, và chỉ bán trong 24 tiếng của ngày mùng 1 tháng 11 năm 2018, nhưng mà cũng giao dịch rất là nhanh, bởi vì thực ra những cái sản phẩm nó đẹp như thế này, có những sản phẩm em đăng chỉ bán một ngày, nhưng mà những cái sản phẩm như thế thì lại giao dịch rất là nhanh, dây cả zin luôn, quá zin này, chiếc đồng hồ còn cực kỳ là mới và cứng cạnh luôn, cái đáy nó gần như không đeo, nó vẫn còn lớp váng xanh này. Tiếp theo đó một cái chiếc 45 nó khá là anh em gặp, đó là một chiếc dáng mua rùa, dáng bát giác, rất là nhiều cạnh, khóa này khóa thường, khóa Senco. Có lẽ là ngày mai thì em sẽ làm về các cái sản phẩm như này, thì nói sơ qua về các dòng 4 45 56 và 61 cùng với lại có cả sản phẩm về 44 cũng như GS Pencil. Hiện nay tập hợp để tập hợp được tất cả các sản phẩm về Senco theo cái từng dòng đời nó khá là khó, nếu mà tập hợp đủ thì có lẽ là em sẽ nói theo theo từng sản phẩm, theo từng năm thì nó có lẽ là sẽ có một cái bài toán nó tổng thể. Tuy nhiên các cái sản phẩm đã bán hết rồi, và thực ra hôm nay chúng chỉ mượn được gần chục cái của người sưu tầm, mà còn đấy là chưa kể về những cái dòng chronometer. Có một điều kỳ lạ là trong khoảng gần 2 năm trở lại đây thì những chiếc đồng hồ Senco chronometer nó lại có dấu hiệu giảm giá. Những chiếc Senco chronometer trước đây so với những chiếc GS như thế này, giá thành của nó lại vênh rất là cao. Tuy nhiên thì do cái thị hiếu của thị trường hiện nay, người ta chỉ cần đeo là đẹp. Về tính chất sưu tầm người ta không để ý nhiều đến tính chất sưu tầm, và người ta chủ yếu là đẹp là chơi. Ví dụ những cái sản phẩm như thế này thì có lẽ là lên hình thì chắc chỉ 3 giây, rất là đẹp đó. Và cái dáng 8.000 như này đặc biệt là
anh em ưa chuộng dáng 8.000 như này, mới cứng cựa dáng 8.000 như này, anh em rất là thích. Còn ví dụ như những chú sư tử dòng 430, 257, 222, kinh chữ nghiêng, kinh chữ thẳng, hay một vài dòng về Senko Liner, Chronometer đấy ạ, dòng đáy sư tử bằng bằng đúc ấy, thì lại không hiểu tại sao lại cái thị trường nó bị giảm xuống. Và ví dụ như là sản phẩm về những chiếc GS mà 45 hiện nay thì không chỉ ở Việt Nam mà trên thế giới người ta cũng khá là ưa chuộng, người ta khá là thích. Khoảng 10 ngày nữa thì mình sẽ có một chiếc GS 6146 và nó zin cả dây, cũng khá là hiếm đấy. Nhưng trước đấy thì có lẽ là chắc chỉ bán ở bên nước ngoài. Và mình sẽ vẫn view ở trên trên kênh của mình những sản phẩm đó. Có lẽ là mình chỉ bán ở bên nước ngoài bởi vì cái sản phẩm đó nó giá khi mà đấu giá bên kia nó khá là cao. Nó rất là đẹp, khá là cao và cái đáy nó gần như nốt và sẽ giao dịch bên Singapore. Nếu mà anh em nào chơi về các Igastam, chơi về Facebook, anh em sẽ thấy cái sản phẩm đấy của mình bán trên các trang mạng của Singapore. Igastam cũng như là một vài trang trên Facebook hoặc là các cái hội nhóm, ví dụ như Senko Singapore Club hay là một vài cái trang mạng của Singapore bán về cái sản phẩm đấy của mình. Cái điều đấy là điều chắc chắn nếu mà anh em nào chơi rộng về mạng xã hội. Bởi vì cái sản phẩm này mình đã bán khá là lâu và có khá là nhiều đối tác, cho nên là những cái sản phẩm Senko mình gần như không tồn nhiều. Hiện nay KS thì mình cũng có một ít. KS thì nó hơi bị loạn giá, bán cái sản phẩm nào mình biết, nhưng mà tuy nhiên là về GS thì dễ thanh khoản hơn vì cái thương hiệu nó tốt. KS nó loạn giá. Loạn giá vì sao? Loạn giá vì thị trường nó quá là nhiều cái sản phẩm về KS và nó được làm giả khá là nhiều, ngoài medal giả, ngoài cái mặt vẽ giả. Và trong cái phân khúc của KS, cái tầm tiền nó nhỏ hơn thì thường va vào những cái tệp khách hàng là mới chơi, và mới chơi thì không đủ cái năng lực cũng như là nhận thức để nhận biết được các cái vấn đề về thật giả trong những chiếc con KS. Còn ví dụ chơi lên GS, người ta phải trải qua những cái việc chơi những con đồng hồ khác, ví dụ Omega Long Zin, hoặc là người ta chơi tầm thấp. Nhưng hiện nay là người ta lại không chơi tầm thấp, người ta bỏ qua cái tầm thấp của Senko, người ta chơi thẳng lên GS. Cái phần đông khách hàng như thế mình thấy rất là nhiều. Tuy nhiên thì người ta đã có một cái kiến thức nhất định ở từ những cái dòng đồng hồ khác, cho nên là người ta phân biệt được cái thật giả cũng như là cái giá trị thật của một chiếc đồng hồ. Cái giá trị thật ở đây là cái gì ạ? Giá trị thật ở đây là khi người ta đã trải nghiệm được những cái khác rồi thì người ta sẽ có một cái nhìn nó tốt hơn về cái sản phẩm mới như này. Còn nếu mà chúng ta mới bước vào trong cái thế giới của những đồng hồ xưa thì chúng ta sẽ có một cái nhìn khác về đồng hồ Senko. Cái Senko nó rất là tầm thường, nó không là cái gì cả, nó rất là nhỏ. Nhưng mà nếu chúng ta chơi nhiều cái sản phẩm có hoặc là có những bạn, và cái đặc biệt vào trong cái đồng hồ xưa mà chơi ấy, thì nếu như chúng ta cứ lủi lủi một mình mày mò, kể cả chúng ta có hàng nghìn sản phẩm ở trước mặt như thế này, thì chúng ta cũng không nâng được cái trình độ của chúng ta lên là nhiều nếu chúng ta không tiếp xúc giao lưu cùng với những người bạn có những cái sở thích của mình. Ví dụ như là mình chơi Senko chẳng hạn, ông này chơi Thụy Sĩ, ông này chơi Nga, ông này chơi một vài mặt hàng khác về driver của các dòng khác. Ví dụ mình mỗi ông chơi một mảng thì sẽ bổ sung bổ trợ cho nhau về cái kiến thức và mỗi người sẽ hoàn thiện cho nhau về cái trong cái chơi tổng thể như này, thì cái suy nghĩ chơi về đồng hồ của nó sẽ rất là dễ. Sản phẩm đồng hồ là một cái sản phẩm nó khá là phổ thông, cho nên là anh em học nó rất là dễ nếu chúng ta có những người bạn giao lưu. Còn các sản phẩm về kính hay là các sản phẩm về bút hay là một vài sản phẩm tinh tế khác, ví dụ bút là chơi được khá là tinh tế và thực sự là khó để cho anh em cảm nhận được những cái đấy. Bật lửa nữa, bật lửa cũng rất là khó. Bật lửa thì một ngày vừa qua thì mình cũng giao dịch rất là nhiều các sản phẩm nhỏ. Tuy nhiên các sản phẩm nhỏ của mình bây giờ mình sẽ thanh lý dần và mình sẽ mua những chiếc sản phẩm nó to hơn. Hôm vừa rồi thì mình đã có mua lại một chiếc Opal ở bên kia, một chiếc Opal một lỗ đấy. Trước kia mình đã bán 22 triệu và anh em có thể thấy ở trên video của mình, và hôm vừa rồi mình đã mua được một cây Opal rất là đẹp và có lẽ là khoảng 10 ngày nữa là sẽ về. Bên đó cạnh đó thì cũng mua được một cây Dupont mà bột vàng, anh em thấy cái bột vàng họ phủ ở bên trong cái lớp tráng men ấy, nó rất là tinh tế, rất là hiếm. Những sản phẩm đấy nó khá là đắt và mình sẽ giới thiệu với anh em. Có nhiều người thì suy nghĩ rằng là hôm vừa rồi mình có làm một cái video về Dupont
Vì sao hay đến vậy? Sản phẩm khi mà mình dùng các sản phẩm về Dupont và mình cho vào nước thì để chứng minh là cái chất lượng của Dupont nó khá là tốt. Và khi mà hôm nay mình có giao dịch thì một vài anh cũng gọi những người bạn sang để xem các sản phẩm đó, thì người ta cũng nhận thấy là các sản phẩm về Dupont so với các sản phẩm của Dupont của Tàu thì nó cầm rất chắc chắn và nó rất là khác. Cho nên là chơi thì chúng ta phải có cái cảm nhận. Cảm nhận là gì? Cảm nhận là chúng ta phải cầm về đồ, chúng ta phải chơi về nó trước khi nhận xét về nó. Nhưng mà ở trên các video hoặc là ở các comment ở một vài bài, mình thường thấy mọi người có những cái comment nó lệch lạc. Mình dám chắc rằng những người như thế, người ta chưa bao giờ người ta cầm sản phẩm, mà những cái sản phẩm nó rất là đắt tiền, nó xa xỉ. Có thể là đối với một vài người thì nó không xa xỉ, một vài triệu nó không là cái gì cả. Nhưng mà có những người bỏ một vài triệu để mua một cái bật lửa nó rất là lãng phí, nhưng có những người chơi, người ta chơi những cái đấy nó rất là thích, nó rất là tinh tế. Cái đấy là cái theo cái gu chơi của mỗi người và theo cái tầm hiểu biết của mỗi người, sau đó rồi mới đến tài chính của mỗi người thì mới quyết định được cái việc người ta chơi như thế nào, người ta định hướng như thế nào. Cho nên cái việc chơi và việc định hướng nó cũng giống như trong cuộc sống của mỗi người, cũng phải biết tìm hiểu, cũng phải có cái định hướng trong tương lai. Cái chuyện đấy là cái chuyện rất là bình thường. Mọi người tưởng cứ nghĩ là chuyện chơi thì ở nay chơi cũng được, mai chơi cũng được, nó không phải như thế đâu. Nó đều phải có lộ trình. Chơi nó cũng phải có lộ trình chứ không phải là chơi mà phát là được ngay. Và rất là nhiều người có tiền và nghĩ rằng là khi mà mình có tiền thì mình sẽ chơi được các sản phẩm như này. Nhưng mà có một thứ mà mọi người quên rằng đó là cái cảm giác chơi đấy. Khi mà mình có tiền nhưng mà mình không bao giờ mình dám đổ tiền vào những chiếc đồng hồ mà bạn bè mình này hoặc là bản thân mình này cảm thấy nó dở hơi, không bao giờ ai người ta xuống tiền cái việc đấy như thế cả. Cũng giống như hôm vừa rồi có một anh số tứ quý gọi điện rất hoành tráng, gọi mình là bán cho anh cây kính đắt nhất của Ray-Ban, thì mình giới thiệu luôn cây kính 14K là 128 triệu đang được chào bên Nhật đấy, và người ta đang chào mình là 125 triệu, mình có cộng vào cộng thêm 3 triệu để order về. Thì giật mình ra thì bảo không nghĩ là tại sao cái Ray-Ban nó lại đắt như thế, và thế thì thôi anh mua cái 15 triệu thôi. Và thấy tự nhiên cái giá trị của mình nó bị thấp đi đúng không? Khi mình đặt một cái vấn đề là mình rất là gấu, mình vào mình phải mua một cây đắt nhất. Một cây thì người ta bảo một cây 28 triệu, bây giờ có cây có 15 triệu. Thì rõ ràng là cái cây mà như thế là cái sản phẩm mình nó mong muốn của mình, tiêu chí của mình nó chỉ rơi vào khoảng 10 đến 12% so với lại những cái gì mà mình hùng hổ mình vào mình đặt vấn đề. Như vậy tự nhiên là cái giá trị bản thân mình nó bị hạ thấp đi. Hạ thấp đi là gì? Đây là gì? Không phải là mình không có tiền, mà mình nhìn thấy là người ta cũng là có tiền, nhưng tuy nhiên cái tầm hiểu biết và cái tư duy của người ta cứ nghĩ là những con kính của Ray-Ban nó rẻ. Nó không phải như thế. Ray-Ban 2 triệu, 5 triệu cũng có, 60 triệu cũng có, loại 100 hay hơn 100 triệu nó cũng có. Nó rất là nhiều loại, từng loại. Thì cái đấy thì phải chơi thì mới biết được. Chứ còn làm sao mà tự nhiên mà chơi mà không chơi mà biết được. Cái gì nó cũng phải có trải nghiệm và có những người bạn giao lưu với nhau thì nó rất là dễ. Một lần nữa thì anh em mà ủng hộ giúp em cái kênh Chiến Bùi Chơi Phải Chất đấy. Đấy. Kênh này hiện nay là đang có 33 người đăng ký, và sau này là cái sản phẩm của em sẽ cố gắng là sẽ đưa nhiều cái sản phẩm lên. Hiện nay mới chỉ có 2-3 video của nó. Hôm trước thì em có đăng một vài cái video. Nói chung là những video đầu tiên của em nó sẽ là những cái video nó mang tính chất về kiến thức. Ở kênh này những khoảng 20 video đầu tiên sẽ không không mang yếu tố bán hàng nhiều, chủ yếu là về kiến thức là nhiều. Có lẽ là nhiều người đã biết, nhưng có lẽ là sẽ là những cái nó rất là bổ ích đối với nhiều người. Ví dụ như bài đầu tiên em sẽ làm là bài là hướng dẫn cách chỉnh lịch đồ xưa này, chơi đồng hồ có gì hay này. Một vài buổi tới nữa thì có thể là em sẽ trao đổi với anh em về các loại máy của ETA. Đối với nhiều người thì nghĩ rằng máy ETA nó thật sự là vớ vẩn, nó không phải là những cái loại về in-house của Thụy Sĩ, nó không là cái gì, nhưng nếu không có ETA thì ngành đồng hồ sẽ chết đấy. Cái điều đấy là điều chắc chắn. Mình sẽ thiên hướng về những cái bài về lịch sử nhiều hơn, hay là các cái loại về mạ vàng đồng hồ. Tất nhiên là những cái bài của em nó sẽ thiên về các cái kiến thức về đồng hồ, để chúng ta cho dù là chơi rồi hay là mới chơi thì nó cũng có cái
kiến thức bổ sung qua lại cho nhau, tương tác vào nhau. Những kiến thức ở đây là của em là những kiến thức mà em đã được học, được mọi người dạy, được trải nghiệm và được tìm hiểu. Cũng như mọi người thôi, chơi nó phải theo năm tháng mọi người biết được. Và những cái kiến thức của em thì cũng không phải là cái gì là nó là đúng cả. Nó không có một cái gì tiêu chí là cái những gì em nói nó là đúng. Tuy nhiên, cái đấy là những cái thứ mình tham khảo. Chứ còn mọi người lên đây nhiều khi nghĩ là em nói đây trên này là định hướng. Không phải. Chúng ta là những con người, chúng ta có cái suy nghĩ. Và khi mà chúng ta tiếp nhận thông tin vào trong tai ấy, thì chúng ta phải xử lý nó ở trên đầu. Và cuối cùng là nếu mà chúng ta thấy nó đúng thì chúng ta xử lý. Còn thấy chúng nó không đúng thì chúng ta hãy gác sang nó một bên. Coi như là cái kiến thức là kiến thức rác. Và mình bỏ nó, loại bỏ. Mình phải biết tiếp nhận những thông tin đúng. Và những cái thông tin nó không đúng, không chính xác thì mình sẽ phải để nó vào một chỗ. Chứ không phải là khi mà tiếp nhận những cái thông tin nó chưa được chính xác cả hạn, mình lại hùng hổ chiến đấu. Cái đấy nó không phải là những con người thông minh. Vâng, xin cảm ơn anh em. Chúc anh em có một buổi tối vui vẻ. Và lưu ý, cố gắng ủng hộ em ở kênh này. Khoảng 150 lượt subscribe thì em sẽ cố gắng làm những video cực kỳ chất. Để cái khi mà khoảng 150 người subscribe lên thì cái lượt tương tác nó tương đối tốt. Mà nếu mà cái video của mình nó có chất lượng tốt thì nó sẽ rất là bùng nổ. Và em nghĩ rằng những gì thành công ở trên 9 Bùi VinTrad khoảng 10 tháng trước, em sẽ thành công trên cái kênh như này với một phương thức tương tự như thế. 9 tháng trước thì đó là đến với YouTube, nó là một sự hồn nhiên khi dạy con trai về sự tự tin. Thì 9 tháng sau, đây sẽ là một định hướng mà không biết là sẽ thành công hay không, nhưng mà rất cần sự ủng hộ của mọi người. Xin cảm ơn.